Và bây giờ cô sẽ hát cái lời, cái lời mà cô viết dành cho anh em đang tay xe. Hồi cô mới viết xong nên chưa có thuộc. Mình không có thể có thể hát vấp hay là hát không hay, hoặc là hát nó chưa có đi sâu vào cái lời bài hát cô mới viết ra. Nhưng mong anh em xem cái livestream này để cô lấy cái tinh thần. Khôi sẽ ráng cố gắng đi thu âm và sẽ ra một MV nói về tình anh em đua xe Vol 3, bài hát số 3. Lúc trước Khôi có bài anh em này xe 1 là này xe gần xe giờ làm thêm quái xe đó, cái đó là bài bài số 1. Còn bài số 2 là xin chào Quốc Minh, xin chào Quốc Minh. Bài số 2 của Khôi là Khôi viết theo lời ca khúc và chúng ta mãi là anh em á. Thì cũng được anh em nói chung là một xíu nhỏ để thả tim thôi, cũng là vui cho Khôi rồi. Phát Chí Khang ơi, mai anh có công chuyện rồi. Thì mặc dù là một chút xíu nhỏ anh em hạ tim về cái bài hát Vol 1, bài hát số 1 và hát số 2 viết về anh em đam mê xe này xe là bản thân Khôi vui rồi. Thì bây giờ là Khôi viết tiếp bài hát thứ 3, cũng nói về là anh em này xe. Và cái bài này là viết theo bài hát rất là nổi tiếng nhạc qua là Chúng Ta Không Giống Nhau. Nhưng mà Khôi viết lại lời. Anh em xem livestream bấm like và chia sẻ cho Khôi nha. Bấm like và chia sẻ cho Khôi để Khôi có một cái động lực. Có thể Khôi mới viết xong chưa được 10 phút là Khôi livestream á. Bài hát Khôi đang viết nè. Thì lời thôi, nhạc là dựa trên ca khúc Chúng Ta Không Giống Nhau. Và vì là chúng ta, tuy là chúng ta không giống nhau nhưng mà chúng ta là đam mê xe giống nhau. Chúng ta là anh em. Anh em xem livestream ngắn này, anh em bấm like và chia sẻ để Khôi làm động lực. Khôi có thể đi thu âm và Khôi sẽ ra một MV nhỏ nhỏ viết về những cái bài hát nói về đam mê xe. Vì bộ môn đua xe ở Việt Nam thì có những cái phản ứng chưa được rộng. Mong rằng là trong những năm tới là sẽ có những cái hình ảnh thật là tốt, giống như là bên Thái Lan, bên Malai, thậm chí vươn xa hơn giống như là Nhật Bản và những cái nước châu Âu khác hay là châu Mỹ. Mong anh em nghe những cái bài hát này để lấy làm niềm động lực để chúng ta có những cái sân chơi về đua xe thật là tốt hơn, là chúng ta có những cuộc vui trọn vẹn hơn. Cảm ơn Đặng Ngọc Sang, anh sẽ cố gắng và bây giờ anh hát thử nha. Nếu tại vì mới viết lời xong nên nó chưa hay, anh em like và chia sẻ để Khôi lấy động lực và Khôi sẽ viết lời cho nó chỉnh hơn và Khôi sẽ đi ra cố gắng đi thu âm. Chúng ta không giống nhau. Anh ở miền Bắc, tôi ở miền Nam, bạn ở miền Trung, có thể bạn ở những nước lân cận. Nhưng chúng ta cùng thanh niên đam mê, đam mê về bộ môn đua xe, đam mê tốc độ. Đời là vậy có mấy ai hay, đời coi dễ đó chính là đam mê. Vì đời thường ánh mắt chưa quen, đâu ai nào hay cho cuộc chơi đó. Môn đua xe sẽ bước lên cao khi ta cùng nhau mang xe vào sân chơi. Cùng anh em ra xe, đam mê là đây. Hãy ban mình ngã xe, tim ta đau thật đau khi nhịp tim ta luôn chung một bước đường. Hãy bạn mình bước lên cao, mang vinh quang trong chạy sân. Thì người anh em ơi, chúng ta anh em tài xe. Vì đam mê mà thôi, anh và tôi bước vô sân sánh vai ra xe và có nhau. Ta vượt qua nỗi buồn, ta cùng chung ước mơ. Sẽ đón chân nhìn đam mê xe ngày mai, cho dù
sống vì đam mê. Đoạn đường nào cũng có khó khăn, bao hiểm nguy mất mát luôn rình rập quanh ta. Mình cùng nhau siết lấy tay ga, ôm cua cùng nhau ta vượt qua hết. Một đua xe sẽ bước lên cao khi ta cùng nhau mang xe vào sân chơi. Cùng anh em ra xe, đam mê là đây. Thấy bạn mình ngã xe, tim ta đau thật đau khi nhịp tim ta luôn chung một bước đường. Thấy bạn mình bước lên cao, mang vinh quang vào trại sân. Thì người anh em ơi, chúng ta là anh em lái xe. Vì đam mê mà tôi, anh và tôi bước qua sân sách vai ra xe và có nhau. Ta vượt qua nỗi buồn, ta cùng chung ước mơ. Vì đam mê mà tôi và anh sẽ đứng dậy cho niềm đam mê xe Việt Nam. Cho dù ta khó nhọc, ta mãi sống vì đam mê. Chưa dù biết những lời thị phi khen chê, nhưng mà vì đam mê, chúng ta cùng vì đam mê. Anh em bấm like và share cùng tôi clip ta trên này. Bài hát cô mới viết cách đây 10 phút thôi. Vì đam mê mà tôi và anh bước qua sân sắt vai ra xe và có nhau. Ta vượt qua nỗi buồn, ta cùng chung ước mơ. Vì đam mê mà tôi và anh sẽ đón trên niềm đam mê xe Việt Nam. Cho dù bao khó nhọc, ta mãi sống vì đam mê. Vì đam mê mà tôi và anh sẽ mãi đón trên cho niềm đam mê Việt Nam. Cho dù bao khó nhọc, ta mãi sống vì đam mê. Cho dù bao khó nhọc, chúng ta mãi sống cho niềm đam mê xe Việt Nam. Yeah. Đây là cái lời không mới viết xong cách đây khoảng 10 phút. Khôi cũng ấp ủ mình có một cái bài hát tiếp theo để thứ nhất là cổ động cho niềm đam mê xe của những anh em biker, những anh em quái xe, những anh em mê xe buýt tại Việt Nam. Thì có thể có những người nói là đam mê xe là những trò chơi nguy hiểm, là những thành phần xấu. Nhưng mà tôi mong rằng những anh em đam mê xe chúng ta, mỗi người một tính, nhưng mà chúng ta hãy đam mê và đam mê chân chính. Cảm ơn xe Ngô Hoàng ha. Thì cái clip ngắn vừa rồi livestream của Khôi, Khôi mong rằng anh em sẽ ủng hộ Khôi để Khôi hoàn chỉnh hơn cái lời viết. Chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta đam mê xe giống nhau. Vì chúng ta là anh em mê xe và anh em nài xe. Và mong rằng những ngày sau khi mà Khôi livestream cũng như là ngồi giao lưu chung với anh em, thì anh em sẽ đón nhận những cái ca khúc Covid về đam mê về xe. Em xin chào anh Đăng Nguyễn ạ. Xin chào anh Tây. Thì mỗi người có một cái đam mê riêng. Giống như anh của mình thì đam mê về những loài bò sát, mình cũng đam mê bò sát. Anh của mình đam mê xe, mình cũng đam mê về xe. Anh của mình, bạn mình đam mê ca hát, mình cũng đam mê ca hát. Rồi những anh em mê đá banh thể thao cũng có những niềm đam mê riêng, và Khôi cũng có niềm đam mê riêng của Khôi, vừa là đam mê đua xe, vừa là viết những bài hát. Mặc dù là chỉ là nhạc Hoa, mình viết lời Việt thôi, nhưng mà nó sẽ là những cái lời để cho cái niềm đam mê xe của mình á, anh em chúng ta đam mê xe có hào khí hơn, chúng ta chân chính hơn. Và thôi, trước khi kết thúc cái livestream này á, Khôi xin hát lại cái bài hát mà Khôi mới viết, dựa trên nhạc của ca khúc Chúng Ta Không Giống Nhau. Và cái lời viết của Khôi là dành riêng cho những anh em đam mê xe, những anh em đam mê bộ môn đua xe. Và vì mới viết sau cách đây 10 phút nên anh em cứ like và chia sẻ để
Khôi, Khôi sẽ có quyết tâm hơn để có những bài hát để cổ vũ cũng như là cho niềm đam mê xe của anh em chúng ta. Và bài hát này Khôi cũng đặt tên là Anh Em Này Xe 3. Với hai ca khúc trước là Khôi đã có Anh Em Này Xe 1, Anh Em Này Xe 2 rồi. Và bây giờ là Anh Em Này Xe 3, dựa trên ca khúc Chúng Ta Không Giống Nhau Nhưng Chúng Ta Đam Mê Xe Giống Nhau Và Luôn Luôn Là Anh Em.